Biệt điện Trần Lệ Xuân không chỉ là một công trình kiến trúc đẹp, xa hoa lộng lẫy, mà còn nổi tiếng một thời bởi danh tiếng và uy quyền của chủ nhân. Tọa lạc trên triền đồi thông thơ mộng, một vị trí đắc địa của thành phố cao nguyên Đà Lạt. Biệt điện Trần Đại Xuân được xây dựng cách nay hơn nửa thế kỷ. Đây là nơi nghỉ dưỡng của vợ chồng ông cố vấn Ngô Đình Nhu, Trần Lệ Xuân. Năm 1958, sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính về việc mua bán khu đất hơn 13.000 m2 tại đồi Lam Sơn, gia đình Trần Lệ Xuân đã cho xây dựng và sửa sang khu biệt điện. Nơi đây là một quần thể kiến trúc độc đáo, gồm 3 ngôi biệt thự được đặt tên rất hoa mỹ: Lam Ngọc, Hồng Ngọc và Bạch Ngọc. Biệt thự Lam Ngọc gồm Lam Ngọc 1 và Lam Ngọc 2, là nơi sinh hoạt chính của chủ nhân, được thiết kế một cách hiện đại với phòng ngủ, phòng khiêu vũ, phòng hội họp, phòng tiếp khách. Đặc biệt, Trần Lệ Xuân còn cho xây dựng hầm trú ẩn bí mật tại phòng ngủ và đường hầm thoát hiểm hướng về sân bay quân sự Cam Ly. Không gian bên trong được bày trí một cách cầu kỳ, đầy đủ tiện nghi với những đồ dùng hiện đại và trang sức đắt tiền được chọn lựa đặt mua từ Âu Mỹ. Biệt thự Hồng Ngọc có thiết kế nhà Pháp đặc trưng với cửa sổ chớp bên ngoài, cửa kính bên trong, tường xây rất dày để cách nhiệt, cùng hệ thống lò sưởi rất đẹp. Ngôi biệt thự này được Trần Lệ Xuân đứng tên mua và sửa chữa cho thân phụ là ông Trần Văn Chương, khi đó là đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ. Nhưng ông Trần Văn Chương chưa kịp về ở thì diễn ra cuộc đảo chính, lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm vào ngày 1 tháng 11 năm 1963. Biệt thự Bạch Ngọc với thiết kế quầy bar, lò sưởi lớn hình mái nhà rông Tây Nguyên ở chính giữa, được dùng làm nơi vui chơi giải trí cho gia đình Trần Lệ Xuân và cũng là nơi đón tiếp các vị khách ngoại quốc, tướng lĩnh cao cấp của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt, phía trước biệt thự này có một hồ bơi với hệ thống làm nóng mà đến nay vẫn là một ẩn số, để phục vụ chủ nhân và quan khách trong điều kiện thời tiết lạnh giá của Đà Lạt. Ngoài ra, trong khuôn viên của biệt điện còn có khu vườn Nhật Bản. Để làm khu vườn này, Trần Lệ Xuân phải mời kiến trúc sư người Nhật Hiroshi Kitagawa thiết kế và thi công. Bên cạnh phong cách Nhật cầu kỳ, khu vườn còn có điểm nhấn là hồ nước với tạo hình đặc biệt. Khi hồ nước đầy, sẽ hiện rõ bản đồ Việt Nam hình chữ S. Tuy nhiên, sau cuộc đảo chính năm 1963, anh em Tổng thống Diệm Nhu bị thủ tiêu, Trần Lệ Xuân và các con phải sống lưu vong ở nước ngoài. Biệt điện bị tịch thu, sung công và giao cho Tòa Thị Chánh Đà Lạt quản lý. Ngay trong thời gian này, nhiều tài sản giá trị của khu biệt điện đã bị lấy cắp và chiếm dụng. Năm 1969, khu biệt điện được chuyển giao cho Bộ Phát triển Sắc tộc làm Bảo tàng Sắc tộc Tây Nguyên. Đến năm 1975, sau cuộc tháo chạy của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, nhiều đồ vật quý giá tại đây đã bị trộm cắp, tẩu tán. Các công trình kiến trúc bị đập phá. Kể từ đó, biệt điện Trần Lệ Xuân trở nên hoang tàn và dần chìm vào quên lãng. Sau những thăng trầm của thời cuộc, năm 2006, toàn bộ khu biệt điện đã được trùng tu, tôn tạo và trở thành trụ sở của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Có ý kiến cho rằng, biệt điện Trần Lệ Xuân trở thành trụ sở của một trung tâm lưu trữ như là cơ duyên. Mời quý vị đón xem tiếp tập 2, Ngô Đình Nhu và cơ duyên với ngành lưu trữ vào ngày 18 tháng 7, năm 2017 trên fanpage Lưu trữ Quốc gia 4.